quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 21 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Nghe không bằng đích thân thể nghiệm. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 14. chúng ta đều là thượng đế nhưng chỉ vì chúng ta không nhận biết được chính chúng ta đó mới là vấn đề muốn tin một người không phải chuyện dễ ngoại trừ chúng ta có thể nghiệm tốt tự đích thân thể nghiệm được sự sung sướng bên trong ánh sáng và âm thanh của siêu thế giới nếu không chúng ta sẽ không dễ gì tin lời bất cứ một ai ngay cả lúc phật thích ca mâu ni còn tại thế có nhiều người cũng không tin ngài như Chúa Giêsu Kitô hiện nay vẫn còn nổi tiếng. Nhưng khi Ngài còn tại thế, có nhiều người không tin Ngài. Ngày nay cũng còn có rất nhiều người không tin, nhưng số người tin Ngài nhiều hơn thời đó. Tất cả những vị đại tu hành, những vị đã khai ngộ hoàn toàn khi ra ngoài thuyết pháp và giảng chân lý đều bị người ta nghi ngờ. Nếu tất cả mọi người tin các Ngài, Thế giới của chúng ta ngày nay sẽ không còn hiện hữu, bởi vì nếu chúng ta tin tưởng nơi một vị minh sư như Lão Tử, Khổng Tử, Mohammed, Phật Thích Ca Mâu Ni khi các ngài còn tại thế thì chúng ta vĩnh viễn không trở lại thế giới này nữa. Khi chúng ta tin các ngài, chúng ta sẽ trở thành như các ngài vậy, vì bên trong chúng ta cũng có một thứ lực lượng vạn năng cũng như các ngài, chỉ cần được khai mở là chúng ta dùng được, nếu không khai mở thì nó sẽ say ngủ vĩnh viễn. Như tôi đã nói hôm qua, nếu châu báu nằm trong đất đá mà không có người lấy ra dùng, không có người mài dũa cho bóng sáng, thì người qua đường nhìn thấy nó chỉ là một cục đá tầm thường mà thôi. Thứ lực lượng bất khả tư nghị này có thể di sơn đạo hải, có thể biến thế giới ta bà thành tịnh độ chúng ta không dùng đến nó thì thế giới ta bà vẫn là thế giới ta bà còn nếu chúng ta biết dùng nó sẽ biến thành cảnh giới khác lúc nãy vị sư huynh kia báo cáo một chút thể nghiệm bên trong của anh người cha có thể nghiệm còn nhiều hơn nhưng ông không nói ông không biết nói tiếng quan thoại như hôm trước có người kể lại rằng họ thấy chỗ của tôi không có người ngồi không thấy nhục thể của tôi chỉ thấy một khối ánh sáng cực sáng chiếu tỏa ra rất xa không những chỉ có người đó có thể nghiệm cha của anh cũng thấy như vậy không phải chỉ thấy lúc tôi đang thước pháp không thôi mà cũng thấy khi tôi đang uống trà hoặc lúc đang nhai hút mía những cảnh giới này rất cao những gì anh vừa nói lúc nãy ấn chứng những cảnh giới ngoài tam giới là cảnh giới siêu thế giới khi chúng ta được cảnh giới này, có thể bảo đảm chúng ta vĩnh viễn không bị luân hồi sanh tử. Rất tiếc là chúng ta không tìm thứ lực lượng vạn năng này ở bên trong của chúng ta. Chúng ta lại đi tìm thứ cảnh giới vật chất bên ngoài, tìm những tượng hình điêu khắc vô thường hoặc tìm núi, tìm sông. Trong sách của tôi viết là người Ấn Độ tin rằng nước sông Hằng có thể rửa sạch được nghiệp chướng của họ, cho nên mỗi năm vào lúc thời tiết ấm áp hơn khi tuyết ở hi mã lập sơn tan đi một chút có hàng trăm ngàn người trèo lên nguồn của dòng sông hằng để tắm rửa vì họ tin rằng sẽ rửa sạch được nghiệp chướng nhưng tôi không tin như vậy vì sao vì nước chỉ có thể rửa sạch những gì dơ bẩn ở bên ngoài còn nghiệp chướng của chúng ta nằm ở bên trong tiềm thức bị thấm vào trong a lại da thức không phải nằm bên ngoài da những gì nằm ở ngoài da chỉ là bụi bậm, không phải là nghiệp chướng, bởi vì những gì bên ngoài không gây chứng ngại nhiều cho chúng ta, vì thế không thể nói là nghiệp chướng, hiểu không? Gót chân của vị thánh nhân đi đến đâu, đương nhiên chỗ đó biến thành trốn linh thiên. Trải qua đến mấy trăm năm sau vẫn còn linh hiển. Điều này không sai. Nhưng bầu không khí linh thiên đó không thể làm cho chúng ta được giải thoát rất có thể làm cho chúng ta thấy thoải mái một chút giả sử nước sông hằng có linh thiêng cũng không thể nào linh đến mức độ làm cho chúng ta giải thoát khai ngộ làm cho chúng ta thấy được ánh sáng hoặc nghe được âm thanh bởi vì thiên quốc này cảnh giới này làm cho người ta được giải thoát lại nằm ở bên trong chúng ta điều này không dễ nói ra nhưng nó là như vậy đó như nơi đây không có sông hằng nhưng đồng tu được rửa sạch nghiệp chướng vì khi nghiệp chướng được rửa sạch mới có thể thấy được ánh sáng phật thể nghiệm được âm thanh phật âm thanh phật không phải nói bằng ngôn ngữ mà nó là một sức chấn động là một thứ chấn động lực mà chúng ta có thể ấn chứng được không phải như chúng ta nói a b c hoặc anh khỏe không nó không phải là loại âm thanh đó nếu không tất cả chúng sanh nói những ngôn ngữ khác nhau thì làm sao thể nghiệm được âm thanh Phật, hiểu không? Cho nên hôm qua, có một vị Bồ Tát tại gia hỏi tôi, Phật nói có một thứ ngôn ngữ mà chúng sanh hiểu được khác nhau, đó là nghĩa này. Tôi đã nói mấy lần, thuyết pháp là chuyện rất bất đắc dĩ, bởi vì toàn là nói những thứ ở ngoài, chỉ quảng cáo bánh, quảng cáo thuốc bổ mà không dùng tới lúc dùng tới là lúc không cần quảng cáo. Thuyết pháp không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tôi rất khâm phục những vị pháp sư, những vị gọi là minh sư thuyết pháp. Họ ghi chép xuống trước, có phương pháp rất hay, có điểm thứ nhất, điểm thứ nhì, thứ ba, vân vân. Nên nói điều gì, họ theo thứ tự trình bày ra, dù không hoàn toàn ghi xuống trước, họ cũng biết cách cấu tạo. Có trọng điểm, và có kết luận còn riêng tôi quý vị chưa bao giờ thấy làm như vậy kinh điển tự nhiên tuôn trào tôi nhớ điều gì thì ứng khẩu điều đó chân kinh tức là do người ta yêu cầu nói ra nên hôm qua tôi bảo rằng nếu giảng pháp cao siêu đó là do lòng thành của quý vị mong đợi nếu lời giảng không hay đó cũng do lòng của quý vị quá giải đãi bởi vì tôi không nói lời pháp nào tôi như một bộ máy thâu âm phát thanh những điều gì đã thâu âm lại tôi như một tấm gương phản chiếu lại những hình ảnh gì đã soi đến vì thế có những người rất ưa thích tôi và cũng có những người không thích sự thật đó là họ tự thích chính cá nhân họ cũng có người không ưa thích chính mình tôi có thuật qua một câu chuyện là có một người nhặt được một tấm gương bên đường rồi tự mình soi gương lấy và chê rằng, Ôi chào gốm vậy! Bây giờ ta mới biết vì sao nhà ngươi bị liền ở ngoài đường, bởi vì người xấu quá trời. Có hiểu ý tôi không? Cho nên, có người tán thán tôi cũng không động tâm, có người phỉ bán, tôi cũng không sao động, vì đó là do từ họ phát biểu chính họ. Hiểu ý tôi không? Cảnh giới của chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ thấy như thế ấy những người thấy tôi phát ra ánh sáng hào quang thấy tôi ở đâu cũng hiện hữu thì họ là những người đã gần thành phật đẳng cấp của họ rất cao họ tự phản chiếu lấy nghĩa là như vậy đó có hiểu ý tôi không những người hoài nghi nhìn tôi như là ma quỷ thì họ là là cái gì đó là quý vị tự nói nhé giống như vậy tất cả đều do tâm tạo chúng ta muốn thành phật thì có thể thành phật Muốn thành ma thì có thể thành ma, có hai con đường, một là đi lên, hai là đi xuống. Muốn lên thì sẽ có quy luật của cách đi lên, muốn xuống thì sẽ có quy luật đi xuống. Phật Thích Ca Mâu Ni làm việc cũng như vậy, quỷ ma cũng thế, điều đó rất rõ ràng. Phật Bồ Tát chuyên cứu độ người ta đến bờ giải thoát, chỉ nói về chân lý cao đẳng nhất, không nhấn mạnh đến những chuyện thế tục không khuyến khích ăn chơi, không khuyến khích người ta lưu luyến thế giới ta bà này. Các ngài không những nói chân lý mà còn có lực lượng chuyển biến nghiệp chướng của chúng sanh. Giống như tiệm giặt đồ, y phục của chúng ta có dơ đến cỡ nào, đem đến đó sẽ được giặt vũ sạch sẽ ngay, cho nên chúng ta biết tiệm ấy là tiệm giặt đồ, phải vậy không? Thí dụ chúng ta đem áo quần dơ đến, khi lấy về áo quần vẫn còn dơ bẩn thì tiệm ấy không phải là tiệm giặt đồ, phải vậy không? Bởi vậy, qua những sự ấn chứng mà chúng ta có thể nhận biết được Phật Bồ Tát, nếu như Ngài có thể cho chúng ta những thể nghiệm tương tự như trong kinh điển đề cập đến, thì có nghĩa là Ngài cũng là Phật Bồ Tát. Chúng ta không cần phải biến thành Phật Bồ Tát để có thể hiểu Ngài là Phật Bồ Tát. Chúng ta có thể dùng kinh điển ấn chứng sẽ biết đúng hay không. Thí dụ, Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi truyền tâm ấn cho các đệ tử, họ trở thành A-La-Hán, bất thối Bồ-Tát. Họ rất tự tại, bản thân cũng tự phát ra ánh sáng, thấy được ánh sáng gì, nghe được loại âm thanh nào đó vân vân. Nếu như bây giờ có một người dạy chúng ta có được sự thể nghiệm như vậy, thì chúng ta nên biết đó là sự thật, là pháp môn có thật, có phải vậy không? Nếu không, làm sao chúng ta biết đây chúng ta có thể ấn chứng từ đâu nghe nói khổng tử nghe được loại nhạc gì đó đến nỗi say sưa đến mấy ngày còn chúng ta ngày nào cũng nghe nhạc trong chùa chiền cũng có nhạc rất náo nhiệt nhưng chúng ta không thể nào say sưa vì vậy loại nhạc mà khổng tử nghe không phải là loại âm nhạc bên ngoài thí dụ có người có thể hướng dẫn chúng ta nghe được âm thanh bên trong Loại nhạc bên trong có thể làm cho chúng ta sai xưa như vậy. Dù không được mấy ngày mà chỉ được một vài phút thì cũng có nghĩa là chúng ta đã được một chút khẩu vị như Khổng Tử, hiểu không? Nếu không có thì làm sao để ứng chứng? Làm sao biết được ai dạy chân lý hoặc ai không dạy chân lý? Ai cũng có thể thuyết pháp, ai cũng biết nói là chúng ta phải làm chuyện đạo đức, nên làm con người lương thiện, nên tọa thiền nên tin Phật, nên tin Thượng Đế. Nhưng Phật và Thượng Đế là gì? Làm sao chúng ta tin nếu không cho chúng ta biết? Cho nên bất cứ ai cho chúng ta biết được Thượng Đế là đúng người rồi. Đó là điều mà chúng ta yêu cầu. Trong Kinh của Đạo Xích có nói, Bất cứ ai mà có thể cho tôi thể nghiệm được một chút mùi vị của Thượng Đế, thì tôi chịu cúng dường người đó cái đầu của tôi. Lời nói thật, khát vọng đến thế đó nhưng đa số con người không có sự khát vọng lớn lao như vậy vì thế chúng ta không tìm được thượng đế không tìm được phật tâm nhưng không có nghĩa là phật không chăm sóc hay thượng đế không thương yêu chúng ta thượng đế cũng không ai xa lạ đó chỉ là một danh từ dùng để tán thán lực lượng vạn năng bên trong của chúng ta mà thôi chúng ta biến thượng đế thành một con người có tóc dài râu bạc có đôi cánh bay qua bay lại ngài không phải như vậy thượng đế có nghĩa là vua trời cao nhất là vô thượng ý nói là không còn ai cao hơn phật giáo gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác vô thượng là vì không có gì cao hơn thượng đế không phải là một con người nhưng ngài cũng có thể biến thành một con người để cho chúng ta có thể nhìn thấy nhận biết ngài vì chúng ta là con người chúng ta cần phải có một con người giống như chúng ta thì chúng ta mới có thể tin ngài mới có thể cảm thấy rất gần gũi với ngài chỉ có vậy thôi chứ không có nghĩa rằng thượng đế là một con người khi chúng ta lên thiên đàng rất có thể chúng ta sẽ thấy một người nào đó nhưng đó không phải là thượng đế đó là hóa thân của thượng đế ở mỗi một cảnh giới đều có hóa thân thượng đế hiện ra từ đây cho đến cõi vô thượng đều là thượng đế mỗi cảnh giới đều có ngài nhưng công việc của các ngài khác nhau các ngài là hóa thân của thượng đế hiện ra hôm qua có một số đồng tu hỏi tôi họ nói thấy quán thế âm bồ tát có khi ngài biến thành một vị bồ tát khác nhưng không biết là bồ tát nào vì sao lại như vậy tôi trả lời rằng họ đều là quán thế âm bồ tát bồ tát nào cũng đều là quán thế âm bồ tát quán thế âm bồ tát cũng là tất cả những vị bồ tát khác bởi vì các ngài đồng nhất thể nhưng các ngài phân thân ra làm những việc khác nhau cuối cùng chúng ta cũng nhận biết được diêm vương hoặc ma vương cũng là hóa thân của bồ tát đầy lòng từ bi đó chỉ là mặt nạ ngoài mà ngài đeo nếu chúng ta tu hành giỏi chúng ta có thể lấy mặt nạ đó đi sau đó chỉ thấy ngài là vị bồ tát đầy lòng từ bi mà thôi nhưng khi chúng ta tu hành chưa được tốt, cho dù chúng ta biết rằng Ngài là Bồ Tát đầy tình thương bao la, chúng ta vẫn chưa có thể vượt qua được sự trừng phạt của Ngài, bởi vì Ngài cần phải rửa sạch nghiệp của chúng ta. Cũng giống như trong bệnh viện vậy, quý vị có biết không, địa ngục chỉ là một loại bệnh viện to lớn và lâu dài hơn. Có người thân thể bị bệnh ung thư bên trong, bác sĩ phải cởi bỏ y phục ra rồi chụp hình, chụp thuốc mê và sau đó bắt đầu mổ xẻ. Thấy thật kinh khủng, như muốn giết chết bệnh nhân phải vậy không? Chúng ta mổ bụng con heo vì muốn giết nó, còn bác sĩ giải phẫu thân xác của chúng ta trông giống như giết chúng ta vậy, nhưng thật ra là để chữa bệnh. Tình trạng lúc mổ xẻ rất đau khổ. Lúc bị đau đớn, chúng ta không thể nói là rất kính yêu bác sĩ, cho nên họ phải chụp thuốc mê làm cho chúng ta mê mang đi. Nếu không, khi đau đớn quá, chúng ta có thể đánh chết bác sĩ, đúng vậy không? Địa ngục cũng giống như tình trạng đó, cũng rất cần thiết, vì rất nhiều người với tinh thần và linh hồn của họ bị bệnh quá nặng, cần phải đem họ đến địa ngục, để rửa những chỗ bị đen đuốc. Chúng ta gọi đó là nghiệp chướng, khi rửa sạch hết nghiệp chướng, họ mới có thể trở lại làm một người hiền lương, làm nhiệm vụ thật sự của họ. Cho nên chúng ta tu hành nhiều, sẽ biến phiền não thành bồ đề, nhưng nó cũng không phải là thứ đó. Cũng không dễ gì giải thích được. Từ cuốn khai thị ba, tôi nói đạo lý thâm sâu hơn, nhưng cũng không nói điều gì. Quý vị đọc sách của tôi rồi so sánh với lão tử, khổng tử, Phật Thích Ca Mâu Ni Chúa Giêsu Kitô, Mohammed, Bồ Đề Đạt Ma sẽ thấy giống như nhau. Nhưng vì sao lại gây sự chấn động lớn như vậy? Quý vị có ai biết không? Thính giả đáp: Vì mọi người chỉ thích nghe vọng ngữ, không muốn nghe chân lý. Vì đã hoàn toàn thông suốt tất cả giáo lý và đạo lý làm người, đã thông suốt hết chân lý của ngũ giáo, đã viên thông vô ngại vì vậy mới gây nên chấn động à đó là tại quý vị công nhận tôi như vậy làm cho tôi bị liên lụy là do đệ tử viết ra như thế hôm nay cũng có người chưa thọ pháp viết thư nói rằng họ công nhận tôi người này kể rằng có thỉnh hai cuốn khai thị một và hai về đọc trong mười ngày đã đọc xong sau đó họ đi hỏi một vị cư sĩ tại gia tu hành rất tốt sau đó vị cư sĩ xác nhận tôi là vị Bồ Tát đã siêu tam giới, một ngàn năm mới giáng thế một lần. Ở Formosa có rất nhiều vị đại tu hành. Quý vị có biết không? Họ không nhất định phải mặc áo cà sa. Họ tu tại gia, nhưng có thể thấy được ai tu hành tốt và ai tu hành không tốt. Cũng nhờ có những người tu hành tốt này, nên bầu không khí ở Formosa tốt hơn một chút dù có sát sanh nhiều, ăn nhiều loại côn trùng như ăn bún vậy, nhưng nhờ có nhiều người tu hành tốt, nên bầu không khí đỡ được chút ít. Nhờ vậy, tôi đến đây mới có thể chịu đựng nổi. Như chuyện tôi kể hôm qua là có một người treo chân của mình trên cây để tôn bái Thượng Đế, nhờ sự tu hành khổ hạnh và thành tâm, vì thế đạt được một ít thần thông, có thiên nhãn thông. Từ chỗ ông ta treo chân, mà có thể nhìn thấy một người ở một nơi xa xôi đã khai ngộ, đã được giải thoát và ra ngoài truyền Pháp. Ở Phong Musa có được nhiều người như vậy, nên tôi chúc mừng cho quý vị. Trên hòn đảo Bồng Lai này có địa ngục, nhưng cũng có thiên đàng. Địa ngục là chỉ những nơi có sát sanh, thiên đàng là nơi có những người tu hành. Có người hỏi tôi làm sao đến được quẻ Tây Phương? Có cần xuất hồn không? làm sao có thể ấn chứng được những cảnh giới cao đẳng muốn thể nghiệm được cảnh giới cao không có nghĩa là chúng ta phải đi ra đây cũng là một loại thể nghiệm khác cách đi ra của họ gọi là xuất hồn xuất hồn tức là chúng ta mang hết những lớp linh thể đi đến chỗ nào đó đem theo quá nhiều hành lý để đi đem đi đến mấy lớp thân thể theo nhưng vẫn còn có một lớp cột chúng ta lại thế giới này điều này khác biệt chúng ta tu pháp môn quán âm sẽ thể nghiệm được thiên đàng và đất phật tại đây hiểu không cho nên tôi không truyền tâm ấn trong chùa cũng không phải đến sông hằng nhưng đồng tu formosa vẫn thể nghiệm được niết bàn đất phật tại đây thể nghiệm được thế giới tây phương cực lạc tại đây có phải như vậy không đúng thế chúng ta quên mất phật tại tâm điều gì bên trong chúng ta cũng có hết rất tiếc ngôn ngữ rất là hạn hẹp nhưng tôi cũng phải nói ít nhiều nếu không thì không ai biết được pháp môn quán âm nhưng những gì tôi nói chỉ là quảng cáo pháp môn quán âm chỉ giới thiệu pháp môn quán âm mà thôi vì pháp môn quán âm không cần ngôn ngữ diễn đạt gì cả lúc truyền pháp môn quán âm tôi chẳng nói một lời nào phải vậy không dạ phải lúc đó quý vị mới biết pháp môn quán âm là gì, biết đạo là gì, biết ánh sáng là gì, âm thanh khỏi Phật là gì. Còn bây giờ, tôi nói rất nhiều, nhưng lại không có gì cả. Cho nên mới nói ngôn ngữ không mấy gì ít dụng, huống chi là loại kinh điển ghi chép lại. Vì vậy, Bồ Đề Đạt Ma thấy một người tụng kinh Niết Bàn, thì Ngài bảo đưa cho để Ngài đốt đi cho rồi, vì thứ đó gạt người, cũng giống như vẽ cái bánh nhưng không thể làm no bụng được ý nghĩa là như vậy vì ngài đã khai ngộ cách nhìn và sự hiểu biết của ngài rất khác ngài nói chuyện cũng khác lời nói đầy tự tin còn những người chưa khai ngộ chỉ dựa theo kinh điển lặp lại như là nghe nói như tôi đã nghe 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 cho đến bây giờ đã nghe đến mấy trăm ngàn lần rồi, rất có thể là nghe sai, nghe khác biệt rồi. Tôn giả A Nan và các vị thánh nhân khác gom lại kinh điển thì họ viết xuống là Như tôi đã nghe tôi nghe nói hiểu không? Vì sao phải viết như tôi đã nghe? Vì đó không phải sự thể nghiệm đích thân của họ, có hiểu ý tôi không? Vậy đó là thể nghiệm của ai để có thể sao chép ra nhiều kinh điển như vậy? Vì Phật Thích Ca Mâu Ni có nhiều đệ tử và mỗi người có thể nghiệm khác nhau. Ngày xưa khi mở Pháp hội, các đệ tử của Ngài kể thể nghiệm của riêng mình cho Phật Thích Ca Mâu Ni nghe, tức là sư phụ của họ. Lúc ấy, A Nan và những đệ tử quen thuộc của Ngài ở một bên nghe được, không phải mỗi vị nghe kể lại giống nhau có lúc ngài a nan ở đó có khi ngài xá lợi pháp có mặt có lúc ngài maha ca diếp ở bên cạnh có lúc ngài la hù la hiện diện một bên vân vân cho nên khi phật thích ca mâu ni nhập niết bàn rồi họ tụ họp lại và mỗi vị kể lại trước kia họ nghe ai kể thể nghiệm như thế nào vì vậy tất cả kinh điển phật mở đầu là phải viết như tôi đã nghe ngày nay người tu pháp môn quán âm không cần phải viết là như tôi đã nghe vì tự mình đích thân có thể nghiệm tự mình thấy được thế giới cực lạc tự mình thấy được thế giới của dược sư phật tự mình thấy được những thế giới ngoài tam giới vân vân bởi vậy chúng ta không nên viết là như tôi đã nghe mà có thể viết rằng như tôi đã thể nghiệm như tôi biết như tôi đã thấy được như chính tôi nghe được âm thanh phật bên trong cho nên chúng ta đọc câu như tôi đã nghe thì nó đã thuộc về tay thứ ba vì người viết như tôi đã nghe đã thuộc về tay thứ hai rồi sau đó đến chúng ta nghe một lần nữa trở thành ra tay thứ ba đó là chuyện không thể tin mà hiểu không quý vị biết rõ một câu chuyện bắt đầu từ chúng ta rồi truyền đến người thứ ba thì nó sẽ khác đi phải không cho nên nghe nhiều quá rất có thể không đúng tốt nhất là tự mình có thể nghiệm sau đó mới có thể nói rằng à bây giờ tôi đã hiểu ý ngài nói là như vậy quý vị đến trường học rất nhiều công thức phải không môn hóa học cũng vậy ngày xưa những công thức của các khoa học gia để lại là do từ họ thể nghiệm được ghi chép xuống, như là chất gì hợp với chất gì sẽ biến thành chất gì. Thí dụ như H2 cộng O sẽ biến thành nước. Hai phần H cộng với một phần O. Nhưng nếu chúng ta không thực hành thí nghiệm này, thì chúng ta không biết rõ lắm. Chúng ta nghe nói rồi tin ngay. Nhưng tự chúng ta không có thể nghiệm, không có trạng thái kích động vui sướng chúng ta tự thể nghiệm mới có thể thật sự hiểu biết H2O là gì. Nếu chúng ta chỉ đọc H2O thì chúng ta chẳng biết H là gì và O là gì. Có hiểu ý tôi không? H là tiêu biểu cho khinh khí, còn O là tiêu biểu cho dưỡng khí. Lúc mới đến Anh Quốc, tôi thích ăn bánh mì của Pháp, nhưng lại không biết làm cách nào nhưng vì ở vùng thôn quê họ chỉ bán loại bánh mì rất mềm nên tôi không thích, bánh mì của Pháp giòn, ăn ngon hơn, vì vậy nên tôi muốn tự học làm lấy. Chúng ta ngày nào cũng ăn nhưng không biết làm, cũng không dễ gì làm được bánh mì, có phải vậy không? Ở đây có bao nhiêu người biết làm bánh mì, giơ tay lên thử xem. Chỉ có vài người thôi, thấy không? Chúng ta phải mua bột mì và bột nổi trộn chung với nhau và phải dùng sức nhồi chừng nửa tiếng đồng hồ để nó nổi phồng lên nếu làm không quen bánh mì làm ra bị cứng như khúc gỗ cứng đến nỗi cắn vào là rụng răng bánh mì lại bị cháy vì tôi để trong lò quá lâu lại vặn lửa lớn nữa vả lại tôi cũng không quen xài lò nướng làm đại nên nó vừa đen và lại vừa cứng nên không sao ăn được nhưng nếu muốn làm loại bánh mì vừa cứng vừa khét cũng phải có thầy chỉ dẫn mới làm được như vậy không phải tự nhiên biết tôi không biết làm bánh mì bằng chất liệu gì trước đó tôi phải hỏi người láng giềng cách thức làm họ dạy phải dùng bột mì và bột nổi tôi tưởng như vậy là đủ nên tôi pha mỗi thứ một nửa quý vị biết nếu pha số lượng như vậy ăn vào sẽ bị đau bụng thật sự chỉ nên bỏ một chút bột nổi vào bột mì là đủ rồi hiểu không phải có tỷ lệ nếu không biết là không thể làm thành công tôi phải đi hỏi nhiều lần và điều chỉnh lại sức mạnh của đôi bàn tay nhồi đúng mức độ thì nó mới phồng lên và giòn nhiệt độ trong lò cũng phải đủ nóng không phải để trong tủ lạnh để làm nó nổi phồng lên nhất là lửa trong lò phải để bao nhiêu độ và bao nhiêu lâu nữa rất là phức tạp nhưng khi chúng ta làm vài lần sẽ cảm thấy quen đi và không cần phải đo lường như trước nữa cho nên chỉ nghe nói và hiểu không có nghĩa là chúng ta có thể làm được hiểu ý tôi không chúng ta nghe nói phật bồ tát rất tự tại có ánh sáng và đó không có nghĩa là chúng ta nghe nói như vậy là chúng ta biến thành phật bồ tát chúng ta phải tự huấn luyện mình mỗi ngày để làm sao trở thành bồ tát nó phải có một phương cách như chúng ta mỗi ngày đến trường học, rồi sau đó sẽ trở thành bác sĩ, nghe hiểu không? Chứ không phải nghe nói đọc nhiều sách rồi sẽ thành bác sĩ. Không dễ như vậy đâu. Phải học đến mấy năm. Mỗi ngày tập mổ xẻ, tập chích thuốc, tập bắt mạch, học rất nhiều loại thuốc, học rất nhiều thứ, khám nhiều chứng bệnh, phải đem những bệnh nhân tội nghiệp đó ra thí nghiệm. Lắm lúc có đến mấy chục bệnh nhân bị chết rồi sau đó chúng ta trở thành bác sĩ với tay nghề giỏi chúng ta tu hành cũng vậy không phải trong tích tắc trở thành phật bồ tát đương nhiên chúng ta sẽ thấy được phẩm chất của ngài cho nên mới nói hoa khai kiến phật hoặc là đốn ngộ là có thể kiến tánh thành phật điều này không sai nhưng chúng ta phải tập luyện một khoảng thời gian để nhận biết mình thật sự là phật nhận biết được phẩm chất tối cao của mình, nhận biết được lực lượng vạn năng của mình, rồi chúng ta mới có tự tin, mới biết mình là Phật. Dù cho lúc đó chúng ta không nhận biết, cũng có nhiều người đến công nhận chúng ta là Phật. Đó là chuyện rất kỳ lạ. Dù chúng ta có ẩn nút nơi nào, cũng có người đến ấn chứng chúng ta là Phật. Không làm Phật cũng không được, là nghĩa đó. Cho nên quý vị cũng biết trong sách của tôi không có ghi chép xuống tôi là phật nhưng mọi người chắc chắn cho rằng tôi là phật vì thế cuối cùng tôi nhận tôi là phật vậy đâu có sao mọi người ép tôi thành phật nên tôi bảo rằng tôi thành phật vậy đâu có sao cũng không có chuyện gì quan trọng tôi thành phật hay thành ma có liên quan gì đến thế giới này sao lại náo nhiệt như vậy tôi không có nói tôi là phật nhưng mọi người quả quyết như thế vì có nhiều người đứng ra công nhận hoặc công khai hoặc âm thầm công nhận hoặc có người đến học rồi tự họ công nhận lấy vì vậy tạo nên sự náo động như vậy nhưng tôi vẫn khuyên quý vị không nên tin tôi là phật hay không phải là phật chuyện này không liên quan gì đến quý vị điều quan trọng là tôi có thể cho quý vị thể nghiệm được một chút cảnh giới phật có phải như vậy không có được thể nghiệm của phật Ngày xưa tu hành như thế nào không? Vậy là đủ ấn chứng rồi. Còn người đó là ai không thành vấn đề, phải không? Họ có thể cho chúng ta ăn bánh mì, có thể làm ra được bánh mì là được rồi. Họ có tự xưng là người làm bánh mì hay không, điều này chúng ta không cần quan tâm đến. Điều quan trọng là chúng ta có bánh mì để ăn, có phải vậy không? Pháp môn Quán Âm là để cho người ta có bánh mì ăn nó không màng đến chúng ta gọi nó là gì quý thính giả vừa nghe bài khai thị của thanh hải vô thượng sư tại nghi lan formosa vào ngày 21 tháng 6 năm 1988 với chủ đề nghe không bằng đích thân thể nghiệm. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 14.